Chào mừng mọi người đến với kênh Rất Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay với mọi người. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 30 tháng 4. Trước khi bước vào bản tin thì mình xin kính chúc các bạn có một ngày 30 tháng 4 thật là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu với bản tin đầu tiên ngay trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Bà Merkel nói để làm mọi cách để ngăn xung đột Nga-Ukraine. Cựu Thủ tướng Angela Merkel khẳng định đã làm mọi cách trong quyền hạn khi đương chức để ngăn chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Tôi đã dùng mọi phương án trong quyền hạn để ngăn chuyện này, dù nỗ lực thất bại. Điều đó không đồng nghĩa chúng ta sai khi cố gắng. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29 tháng 4 cho biết, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao vẫn là yếu tố cần thiết giải quyết cuộc khủng hoảng. Bà Merkel bảo vệ chính sách ngoại giao với Nga trong giai đoạn đương chức, khẳng định nỗ lực giải quyết xung đột bùng phát năm 2014 giữa phe ly khai vùng Donbass và quân chính phủ Ukraine theo ấn tượng Min là điều đúng đắn. Tôi ủng hộ những nỗ lực ngoại giao này. Tôi vô cùng thất vọng khi có khá nhiều người lúc đó không quan tâm đến vấn đề, cựu thủ tướng Đức nói. Theo bà Merkel, Đức và Pháp đã nỗ lực giải quyết xung đột ở vùng Donbass tại Hội đồng châu Âu. Cựu thủ tướng Đức cho biết bà từng trao đổi rất nhiều với cựu tổng thống Ukraine Pedro Poroshenko và tổng thống Volodymyr Zelensky. Tổng thống Zelensky chỉ trích rất gay gắt các thỏa thuận Minsk trong chiến dịch tranh cử. Ông Zelensky cho rằng mô hình theo các thỏa thuận nói trên thiếu tính thực tiễn. Bà Merkel nói các thỏa thuận Minsk 1 và 2 được ký vào năm 2014 đến năm 2015 giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai vùng Donbass, giám sát bởi Nga và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn và ngăn xung đột leo thang. Đức và Pháp giữ vai trò trung gian đàm phán qua mô hình đối thoại Normandy. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2022 với tờ ZX, bà Merkel từng tuyên bố các thỏa thuận Min thực chất để Ukraine câu giờ và tái thiết quân đội. Cựu Thủ tướng Đức nói cuộc xung đột được đóng băng bởi các thỏa thuận Min, trong khi gốc rễ vấn đề không được giải quyết. Tin tiếp theo, Trần Quốc Nờ cảnh báo rút quân khỏi Bắc Môn nếu không được cung cấp đạn. Lãnh đạo Quốc Nờ cho biết các đơn vị của tập đoàn có thể rút khỏi Bắc Môn nếu giới chức quân sự Nga không cung cấp đạn cho họ. Nếu không được bổ sung lượng đạn còn thiếu, chúng tôi sẽ buộc phải rút lui có tổ chức để không phải tháo chạy trong hỗn loạn hoặc tiếp tục bám trụ rồi chết. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga, Quốc Nờ ngày 29 tháng 4 cho biết, ông Prigozhin cho biết đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để đề nghị cung cấp đạn. Ông Prigozhin cho biết 94 thành viên Quốc Nờ thiệt mạng vì thiếu đạn trong giao tranh tại Bắc Môn, con số đáng lẽ thấp hơn 5 lần nếu chúng tôi có đủ đạn, ông Prigozhin nói. Theo lãnh đạo Quốc Nờ, các đơn vị của tập đoàn trong 24 giờ qua tiến thêm 100 đến 150 mét. Lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát khu vực có diện tích 2,98 km2. Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 30 tháng 4 tuyên bố vẫn kiểm soát tuyến đường huyết mạch tiếp tế cho lực lượng cố thủ tại Bắc Môn. Tuyến đường này dài khoảng 17 km, nối Bắc Môn với thành phố Chakovka ở phía Tây. Tình ở đó thật sự khó khăn, song lực lượng phòng thủ tại đây không cho phép quân đội Nga cắt đứt tuyến hậu cần của chúng tôi. Sergei Seravatsky, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Miền Đông của quân đội Ukraine khẳng định, giao tranh dữ dội tại Bắc Môn diễn ra trong nhiều tháng qua khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine tuyên bố Bắc Môn là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass. Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá kiểm soát Bắc Môn có thể cho phép lực lượng Nga tiến xa hơn về phía Tây và nhắm trực tiếp vào Chasovka. Dù nằm trên khu vực cao hơn và lượng Ukraine được cho đã thiết lập phòng tuyến, song Nga nhiều khả năng sẽ tiến công Chasovka sau khi kiểm soát Bắc Môn. Tập đoàn Wagner được thành lập năm 2014 và có khoảng 8.000 nhân sự tính tới tháng 4 năm 2022. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Wagner tăng cường tuyển mộ và mở rộng đáng kể quy mô, cũng như cử hàng chục nghìn nhân sự tham chiến. Mỹ và phương Tây coi thành viên Wagner là lính đánh thuê Nga. Giới chức Mỹ ngày 20 tháng 1 thông báo coi Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cho phép áp nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Bản tin tiếp theo trong ngày hôm nay, vụ nổ khiến ngành công nghiệp thuốc súng Mỹ lao đao. Vụ nổ nhà máy Minden năm 2021 không gây thương vong, nhưng phá hủy nơi duy nhất cung cấp thuốc súng nội địa của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tháng 6 năm 2021, một tia lửa trong nhà máy thuốc súng Minden của công ty Houghton ở thành phố Minden, bang Louisiana, Mỹ đã gây ra vụ nổ lớn đến mức phá hủy tất cả trang thiết bị trong tòa nhà. Không ai bị thương trong vụ nổ, song nhà máy tới nay vẫn ngừng hoạt động, khiến Bộ Quốc phòng Mỹ mất đi cơ sở nội địa duy nhất cung cấp thuốc súng, hay còn gọi là thuốc nổ đen, thành phần quan trọng để sản xuất đạn súng trường, đạn cối, pháo và tên lửa Tomahawk. Sản phẩm này được sử dụng để chế tạo hạt nổ, thành phần rất quan trọng để kích hoạt phần thuốc nổ lớn trong các quả đạn. Tuy đây là thành phần thô sơ nhất trong quả đạn, Mỹ đến nay chưa có phương án nào thay thế chúng. Dưới áp lực cắt giảm ngân sách quốc phòng sau chiến tranh lạnh, Mỹ đã hợp nhất nhiều nhà máy vũ khí và sản xuất quốc phòng. Trong 3 thập kỷ qua, số đơn vị sản xuất máy bay cánh bằng giảm từ 8 xuống 3, xưởng đóng tàu chiến giảm từ 8 xuống 2, hiện tại chỉ có 3 công ty chế tạo hơn 90% tên lửa. Trong kho dự trữ của Lầu Năm Góc, một số công ty quốc phòng cấp thấp hơn thường là nhà máy cung cấp duy nhất các thành phần quan trọng như thuốc nổ đen. Do đó, bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xảy ra với họ cũng có thể khiến chuỗi sản xuất đình trệ. Sau nhiều tháng viện trợ quân sự cho Ukraine từ tên lửa phóng không vác vai Stinger, lựu pháo, tên lửa chống tăng Javelin cho tới đạn pháo, kho dự trữ vũ khí của cả Mỹ và các đồng minh NATO đều dần cạn kiệt, đặc biệt là đạn pháo 155mm, loại rất quan trọng trong khung đột Ukraine Nga. Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với các chuỗi cung ứng này nếu Mỹ hoặc NATO thực sự đối mặt với chiến tranh. Họ có thể nhanh chóng gặp rắc rối. Seth Rock, giám đốc điều hành Viện An ninh Quốc gia Purdue thuộc Đại học Purdue ở Mỹ nói, vụ nổ nhà máy Minden là ví dụ điển hình cho những rủi ro mà quân đội Mỹ phải đối mặt. Sự cố đã làm đình trệ tất cả các ngành sản xuất thuốc nổ đen ở Bắc Mỹ. Trong suốt một thiên niên kỷ, thuốc nổ đen là vật liệu quan trọng trong thương mại và quân sự. Ngày nay, nó ít được ứng dụng trong thương mại, nhưng vẫn là thành phần không thể thiếu trong hơn 300 loại đạn dược. Từ tên lửa hành trình, đạn cho súng trường M16 cho đến đạn pháo 155mm. Nguồn gốc của khủng hoảng hiện nay của quân đội Mỹ có thể bắt đầu từ 3 thập kỷ trước, trong một sự kiện mà Lầu Năm Góc thường gọi là bữa tối cuối cùng năm 1993. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Les Aspin, CEO của 15 công ty quốc phòng hàng đầu, tới dự bữa tối và cảnh báo tất cả rằng Lầu Năm Góc không thể duy trì tất cả, họ cần hợp nhất. Bất kỳ khi nào bạn khởi động những hệ thống máy móc cũ, thứ gì đó thường sẽ bị hỏng. Vì vậy, chúng tôi đã kiểm tra từng hệ thống và sửa chữa mọi thứ ở đây. Can Kulin, giám đốc điều hành ST Energetic nói. Bản tin thứ tư, Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng hành động thiếu an toàn ở Biển Đông. Washington kêu gọi Bắc Kinh ngừng hành động thiếu an toàn ở Biển Đông sau khi tàu hải cảng Trung Quốc bị tố cắt mặt tàu cảnh sát biển Philippines. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 29 tháng 4 ra tuyên bố cho rằng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc xích va chạm với tàu cảnh sát biển Philippines cuối tuần trước là lời nhắc nhở về hành vi quấy rối và đe dọa của Trung Quốc với tàu Philippines trên Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành động khiêu khích và thiếu an toàn, ông Miller nói, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả bất cứ hành vi tấn công nào nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Philippines cáo buộc tàu hải cảng Trung Quốc có hành vi chạy cắt mặt, áp sát tàu cảnh sát biển BRB Malabascua ở khu vực gần bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 23 tháng 4, nơi Philippines bố trí lực lượng đồn trú trái phép. Khi tàu Malabascua tới gần tới khu vực, tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5201 có kích thước gấp đôi chạy cắt ngang hướng di chuyển của nó. Hạm trưởng tàu Malabascua cho biết tàu hải cảng 5201 khi đó chỉ cách khoảng 45m, buộc ông phải ra lệnh chuyển hướng để tránh va chạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó nói rằng tàu Malabascua đã xâm phạm khu vực mà không được phép và gọi đây là hành động có tính toán từ trước và khiêu khích. Tuy nhiên, Philippines bác bỏ cho rằng họ đang thực hiện hoạt động tuần tra bình thường. Đây không phải là lần đầu Trung Quốc bị cáo buộc quấy nhiễu tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây. Bộ phòng Philippines cho biết Trung Quốc thường duy trì một tàu hải cảng gần bãi Cỏ Mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines. Hải cảng Trung Quốc cũng thường xuyên bị tố ngăn hoạt động tiếp tế cho Sierra Madre, tàu chiến cũ nát mà Hải quân Philippines ủi lên bãi cỏ năm 1999, sau đó triển khai nhóm nhỏ binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Các binh sĩ này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thực phẩm nước ngọt từ đất liền. Trung Quốc đương phương vẽ ra đường chính đoạn, đòi yêu sách với phần lớn diện tích Biển Đông, trái với luật pháp quốc tế và phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực.
Mỹ là đồng minh theo hiệp ước với Philippines và có nghĩa vụ can thiệp nếu lực lượng vũ trang của Manila bị tấn công. Philippines chưa loại biên tàu Sierra Madre, đồng nghĩa bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào chiến hạm này đều có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển của Việt Nam. Như thường lệ cũng như các video, các bản tin trước thì bản tin thứ 5 cũng là bản tin hấp dẫn, thú vị mà gọi là hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Vậy biết được bản tin thứ 5 là bản tin gì, có thể bắt đầu bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn cả nhà. Hải quân Trung Quốc, Singapore diễn tập chung. Hải quân Trung Quốc và Singapore đều khu trục hạm cùng tàu quét mìn tham gia diễn tập chung sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19. Cuộc diễn tập của Hải quân Trung Quốc và Singapore diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, song hai bên không công bố địa điểm cụ thể. Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc và Singapore tổ chức diễn tập chung từ năm 2021. Hải quân Trung Quốc điều hộ vệ hạm Ngọc Lâm và tàu quét mìn Xích Bích tham gia diễn tập. Singapore cử hộ vệ RSS Intrepid và tàu quét mìn RSS Bougon. Sau diễn tập, các chiến hạm Trung Quốc sẽ tham gia triển lãm an ninh hàng hải của quốc phòng châu Á tại Singapore ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết cuộc diễn tập với Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ quốc phòng song phương nồng ấm và hữu nghị giữa hai nước, cũng như củng cố lòng tin và quan hệ giữa quân đội hai nước. Cơ quan này cũng cho biết Singapore thường xuyên tổ chức diễn tập song phương và đa phương với hải quân các nước trong nỗ lực không ngừng tăng cường lòng tin cũng như hợp tác với những quốc gia khác. Hoạt động giao lưu quân sự và diễn tập chung của quân đội Trung Quốc bị hạn chế đáng kể trong thời đại đại dịch COVID-19. Sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhằm phòng chống COVID-19, quân đội nước này nhanh chóng nối lại hoạt động giao lưu quân sự. Trung Quốc trong những tuần qua tổ chức diễn tập chung với Nga, Pakistan, Iran và Nam Phi, cũng như cử binh sĩ dự một số hoạt động ở Áo và Thái Lan. Quân đội Trung Quốc và Campuchia tổ chức diễn tập chung Rồng Vàng năm 2023 từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, tập trung vào huấn luyện đảm bảo an ninh chung cho các sự kiện lớn, nhân đạo và giao lưu văn hóa. Hải quân Trung Quốc và Singapore tổ chức diễn tập sau khi Mỹ cùng Philippines kết thúc cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ với gần 18.000 binh sĩ tham gia. Philippines gần đây ký thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự tại nước này. Trung Quốc chỉ trích động trái trên làm leo thang căng thẳng quân sự và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Thì một lần nữa thì mình xin kính chúc các bạn có một ngày lễ 30 tháng 4 thì là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Và bây giờ thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình cảm ơn tất cả bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.